chiếc điện thoại, phải nói luôn là một chiếc điện thoại này chỉ dành cho những giới siêu giàu ngày trước thôi. Nó xa xỉ, chiếc điện thoại của tôi là những cái thời một thời rất là xa xỉ, nó quá xa xỉ đến bây giờ thì nó cũng vẫn là bình thường. Nó là những chiếc điện thoại đắt nhất thế giới, nó là một hãng điện thoại đắt nhất thế giới. Có những con điện thoại của tôi lên đến 1 triệu đô. Có những con mấy triệu đô, nhưng những con điện thoại này nó cũng khi ngày sản xuất ra nó mấy trăm triệu, nó không rẻ. Con như này ngày sản xuất ra nó mấy trăm triệu để điều chỉnh cái sáng màn hình cho nó sáng lên thì bác xem mấy trăm triệu. Các bác có thể cái hình nền này bác nào thích màu gì, bác thích màu này thì bác thay, và bác thích màu da cá sấu hay da gì thì bác có thể thay đổi hình nền nhé. Vì là em giới thiệu cho đấy bác biết rồi, nó có chế độ thay đổi hình nền, bác thích thay nền này thì bác thay. Tất cả chất liệu sản xuất lên chiếc điện thoại vừa tu này đều là những chất liệu cao cấp, quý hiếm. Vừa tu này được sản xuất trong những con điện thoại vừa tu này, chất xuất vật liệu của nó được sản xuất là thép này, thép cao cấp về titan này, rồi là nhôm này, kính sapphire này, kim cương này, đá ruby này, da napa này, da đà điểu này, da cá sấu này, vàng này, có rất nhiều chi tiết. Tất cả những chi tiết ở trong đó đều là những chi tiết đắt tiền ở trong cái điện thoại này, trong điện thoại này luôn vậy. Ngày sản xuất đem nó ra nó cũng không rẻ tiền các bạn. Con này sản xuất ra con này có rẻ gần 300 triệu. Con này có sự chuyển tiếp. Con này bên cửa em vẫn đang chào bán các bác ở mức giá 18 triệu một chiếc. 18 triệu. Em Tuấn báo khai bán khai giá nên em Tuấn dám không khai giá cho bác luôn này. Em bán khai giá cho bác. Dòng này thì sau đây em sẽ giới thiệu cho bác về chi tiết để sản xuất những con vỏ tu này. Còn sau đây em sẽ xếp nhé, để máy em xếp trước. Đang chào bán mức giá 69 triệu đây. 69 triệu các nhé. 69 triệu. Giống hệt con của em Tuấn chưa? Đây ạ. Đây. Thì họ đang chào bán 69 triệu đây. Nếu nhìn thấy chưa? Mức giá 69 triệu đồng chưa? Nó làm chắc gì làm điện đẹp của con của em. Đây các bác. Quá đẹp luôn, chả có chỗ nào mà để chê được. Ơi, có hàng gì cứ ra vào đấy cho mình nữa, mình đang coi bài một chút. Mấy nhìn chưa? Không được bắt nào mua đây này, còn ra tiếp bản toàn con này hàng mới này các ơi. Nó đây. Tiếp tục này, hàng mới là còn hộp full book này, 202 triệu. Bác nhá, bác nào có mua không? 202 triệu, 202 triệu đấy. Bác nào có mua em nó không? 202 triệu đấy. Đấy, hàng mới còn full hộp 202 triệu. Được chưa? Con này thì vừa tôi người bác này báo cáo bác là các vật liệu chi tiết này nó được sản xuất là bằng thép và carbon, thép trắng và carbon, và tất cả những vật liệu thép này đều được sản xuất ở trong tên lửa, máy bay, vũ khí, đạn dược các nghe, chứ không phải đường đâu. Đó, thép. Ngoài ra thì nó được ốp rồi này, nó được ốp một lớp men tây nhé, lớp men này càng dùng càng sáng bóng, men cao cấp đấy, men. Đây các bác nhìn thấy đá ruby đấy chưa? Có đá ruby, tất cả những con điện thoại này đều có đá ruby và kim cương vàng để chế tác ở bên trong máy này. Những cái điểm. Ngoài ra mặt trước thì bác được nhìn này, nó làm cái lớp men ở phần camera và phần hút tai nghe, bác nhìn chưa? Phê không? Càng dùng càng sáng bóng, cực kỳ sáng bóng luôn. Nó chỉnh chu chỉnh.
tiết để trả nước. Không thể phát hiện ra một lỗi nào luôn. Tất cả những chiếc máy này đều được người thợ làm bằng bàn tay thủ công của mình, làm thủ công hơn, làm thủ công chứ không phải làm thủ công luôn. Tất cả làm thủ công từ con ốc, con vít hay là từ những cái gờ cạnh hay là những họa tiết ở trên con máy này đều được bàn tay người thợ làm thủ công. Do vậy mà chiếc của tôi như một chiếc điện thoại của tôi, con nào thì có cái nào nó ra cả, chiếc điện thoại đắt nhất, đắt nhất. Hầu như đắt nhất thế giới. Điện thoại của tôi nó nổi tiếng là những chiếc điện thoại đắt nhất thế giới và xa xỉ nhất, chỉ có giới người siêu giàu và giàu trước mới mua được. Chứ còn em và các bác, em các bác thì có nhiều bác lắm tiền, nó nói em thì chẳng mua. Bây giờ mình mua, bây giờ mua bao nhiêu, cái phong cách của nó, cái form của nó thiết kế, nó hầu như được cảm giác không bao giờ lỗi thời, một phong cách chi tiết riêng luôn, là cách riêng, không có con nào trùng. Không có con vừa tu rời, vừa tu nó trùng con nào, cũng không có chiếc điện thoại nào ngoài nó chưa trùng nó luôn. Nó độc quyền, nó sáng chế, bản sáng chế độc quyền, không được nhái theo. Bên em Tuấn để cho các bác giá 18 triệu nhé, 18 triệu. Nếu các bác nào muốn mua mới thì 200 bao nhiêu, em vừa search đấy, con nhìn đấy, 200 linh mấy triệu đây, 202 triệu là mới tinh, có hộp, đúng chưa? Con này bộ nhớ trong 64GB RAM 4GB xử lý quá tốt rồi. Ra 4GB được trong 64GB. Chiếc cấp. Con này có thể quay phim được 4K luôn em. Quay phim 4K luôn này. À, băng tần 3G, 4G có hết. Con này còn hỗ trợ cả sạc nhanh luôn. Hỗ trợ sạc nhanh băng tần 3G, 4G có tất. Và kết nối loa ngoài digital luôn em. Loa ngoài digital. Chất lượng thành thằng này không thể chê được nữa rồi. Được chưa ạ? Tất cả các thiết bị thông minh cái gì ở trên này con này đều có hết. Và đặc biệt là con những dòng Vertu này nó có cái chất lượng âm thanh, cái âm báo của nó họ ở được cái khu vực chất lượng âm thanh này. Soi ở đâu ra cái lỗi của nó đâu ạ? Không ai soi đâu lỗi đâu. Mặc dù là sản phẩm đã được qua sử dụng nhưng mà hầu như nó không có một vết xước cơ nào, không có một vết lỗi luôn. Đợi tiếp đi.